mở một đoạn nhạc Việt để các bác có thể dễ nghe hơn. Vào mẫu lọc A5 1230 này, giá 3 triệu đồng, hàng bãi đẹp tuyệt vời luôn. Cần gạt hai vế chỉnh loa, 2, 4, 6, 7 cần gạt trong một vế loa. Lọc có hai đường vào là đường live và đường tape. Đây, bấm vào đây input, và nút này là nút có lọc và không lọc. Nội thất siêu mới và đẹp luôn, bãi zin tuyệt đối cho anh em nhé. Bề ngang là 42 cm, bề sâu tầm 30, và chiều cao tầm 90 cm. Bộ lọc có kích thước rất vừa vặn. Đêm trắng khi tới chiều cà mau, buồn thương ngày đêm không ngưng. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đâm dưới, nghe ai ru tô ơi. Khuya chưa anh em? Thương em đừng để. Chỉnh đến đâu các bác cảm nhận được ngay rồi đúng không? Chép mít ra mít. Đóng đánh vô loa nức nở luôn. Tóm lại là có lọc và là hay. Đầu tư thêm tiền mà các bạn, 3 triệu Việt Nam đồng. Hàng bãi zin tuyệt đối. Con này kết hợp cả màu xám và màu đen, kể cả các bác tay bày vào âm ly mặt thanh nhôm được hết. Nội thất chỉ quá mới thôi. Điện, hai cầu điện 110 và 220. A5 1230. Đẩy nắp vào đây.
chỉnh vào, bát beat chép phải thay đổi. Và dùng được tất cả trong lĩnh vực về âm thanh, karaoke, nghe nhạc, hát.